Nấu rượu là một nghề truyền thống từ lâu đời ở nước ta. Những chiếc nồi nấu rượu thủ công truyền thống được làm bằng nhiều chất liệu như gang, đồng. Nhưng nấu rượu bằng nồi đồng là một trong những bí quyết giúp rượu có được chất lượng cao, an toàn và có vị ngon độc đáo. Chính vì vậy, chiếc nồi nấu rượu bằng đồng rất phổ biến ở các hộ gia đình tại Việt Nam vì biết cho ra sản phẩm rượu vừa ngon, vừa có chi phí phù hợp với kinh tế hộ gia đình. Những ưu điểm của nồi nấu rượu bằng đồng. Thứ nhất, độ bền cao dẫn nhiệt tốt. Đồng luôn là chất liệu được ưa chuộng hàng đầu khi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nồi nấu rượu bởi độ bền cao, khả năng oxy hóa thấp. Bên cạnh đó, tính dẫn nhiệt tốt và độ bền cao với các loại nồi đồng nấu rượu có khả năng hấp thụ và giữ nhiệt tốt, giúp tiết kiệm nhiên liệu và thời gian trong quá trình chưng cất. 2. Đảm bảo vệ sinh không làm khê cháy rượu. Nồi nấu rượu bằng đồng có khả năng làm sôi bỗng rượu nhanh và không làm cháy. Chất liệu đồng đỏ có ưu điểm đặc biệt khi nấu rượu bằng đồng không bị oxy hóa, rỉ sét mà ngược lại càng sử dụng thì càng sáng bóng. 3. Là giữ được hương vị. Nồi nấu rượu bằng đồng sẽ mang lại hương vị truyền thống ưa chuộng bởi khi nấu rượu thủ công sẽ mang lại mùi hương đặc trưng, hương vị đậm đà. Dòng rượu thủ công nấu bằng nồi đồng sẽ có mùi thơm nhẹ của men rượu, nồng đượm của gạo và dư vị tanh của đồng, tạo ấn tượng khó quên khi thưởng thức loại rượu được nấu từ nồi nấu rượu bằng đồng. Trên thực tế đã chứng minh qua những nhận xét của chính người tiêu dùng thưởng thức rượu, bên cạnh đó có sự có mặt của những chiếc nồi nấu rượu bằng đồng đưa vào việc nấu rượu thủ công đã giải quyết được những lo ngại cho người nấu rượu và chính chất liệu bằng đồng nguyên chất đã đảm bảo được chất liệu rượu không bị ảnh hưởng. 4. Với chi phí tiết kiệm thì nồi nấu rượu bằng đồng thủ công vô cùng phù hợp với những hộ gia đình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ hoặc hộ gia đình nông thôn ngày nay. Để có một bộ nồi nấu rượu bằng đồng thủ công, các bác vui lòng liên hệ số điện thoại tư vấn 0988 085 667.